Bữa cơm trưa sau giờ làm việc ăn gì đây? Hello, chào cả nhà, lại là mình đây. Làm lay quay thì nhìn lại đồng hồ thì gần 11 giờ rồi, 10 giờ mấy rồi. Thì mình sẽ sẵn nấu cơm nha. Bữa nay mình đem gạo theo, mình không có nấu cơm chín nha. Đây mình đem gạo thì mình nấu thử cái nồi này luôn nha cả nhà. Nấu thử nó có chín không? Mình mua nãy giờ mình chưa nấu gạo sống nha. Mình có đem theo 2 chung gạo. Thì mình đổ nước cho mình lắc lắc cái chung cho nó đều gạo nha. Rồi sau đó mình đậy nắp lại, rồi mình chế trong cái lòng của gồm mên một miếng nước nha, vừa thôi. Rồi mình sẽ bỏ vô, mình ghim điện lên, ghim điện mà cái bóng đèn đỏ cháy là ok cả nhà. Thì hôm nay mình nấu lại quay một hồi thì gần 11 giờ, thì giờ nồi cơm nó chín thì mình dở thử, mình tưởng nó không chín mà gà nó chín nha cả nhà, rất là nóng luôn nha. Mình lấy cái nắp ra mà nóng khổng tay luôn á, nó gạo nó chín. Vợ mình xới bung lên mà nó rất là ngon luôn cả nhà. Bữa nay mình ăn cơm trưa thì bữa nay mình đem ớt xào củ hành với một trứng hột vịt. Đó, đổ nước mắm vô mình dầm hột vịt ra. Thì mình gấp miếng ớt lên. Đi làm cơm trưa, ăn cơm trưa mà mấy đồ nóng nóng này ăn nó rất là ngon luôn. Nuốt mới nổi chứ mình ăn cơm khô gan khô thóc mà ngu ngắt ăn không nổi. Thì mình ăn mình nghỉ ngơi, ăn rồi mình nghỉ ngơi tầm 15 phút gì đó là mình đi làm tiếp rồi cả nhà ơi. Mình ráng ăn cho nhanh lẹ, mình còn nghỉ ngơi nữa. Thì cấp này ăn xong thì mình kiếm chỗ nào sạch sẽ mình dựa lưng chút xíu. Thì cả nhà coi clip mình nhớ follow và thả tim cho mình nha. Cảm ơn các nhà nhiều nha.